Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì mọi người biết mà, mỗi lần Trâm quay trở lại thì chắc chắn là sẽ có một cái điều gì đó chia sẻ cho mọi người và rất là hữu ích, đúng không? Thì ngày hôm nay Trâm quay trở lại đây chia sẻ cho mọi người về cái cách sưu tầm bài rất rất nhanh và rất hiệu quả. Đây là một trong những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng mà thật sự không hề đơn giản, vì đa số Trâm nghe mọi người nói là mọi người không có thời gian, đúng nè, mọi người không có thời gian, ngồi không tranh thủ kịp. Đó là một trong những cái lý do vì sao mà Trâm muốn chia sẻ cho mọi người về cái cách mà giúp cho bản thân Trâm cũng như mọi người có thể giải quyết được cái vấn đề là sưu tầm bài rất là khó ha. Sưu tầm bài rất là khó. Thì ngoài cái việc là mình lướt bản tin, mình xem thử là ai có cái bài gì hay á ha, thì mình sẽ tải về. Ví dụ như thế này, mình lướt bản tin như thế này, mình thấy ai có cái gì đó hay thì mình tải về, đúng không? Mình tải về ví dụ như cái này. Đấy, ví dụ là như thế. Thì ngoài ra cũng phải có một cái cách nữa, đó chính là mình sẽ vào những cái trang mà mình đã từng thích ha, vào những trang mình đã từng thích để tải ảnh về. Và khi mình vào trang như vậy thì nó sẽ dẫn đến một việc là sẽ có rất nhiều trang cùng một lúc và có rất nhiều bài để mình tải về. Và xin mời mọi người sẽ bắt đầu làm theo hướng dẫn của Trâm nha. Thì đầu tiên mọi người sẽ quay trở lại nha, bấm nút quay trở lại đây. Đó, ra cái giao diện như thế này ha. Ra giao diện như thế này thì mọi người sẽ tìm đến cái phần là trang nhá, trang nè. Sau đó mọi người kéo qua, kéo về bên tay trái ha. Ở đoạn này mọi người kéo bên tay trái. Đó, thì nó sẽ có cái phần là trang đã thích. Ok không? Đây, cái phần trang đã thích. Sau khi trang đã thích rồi thì đây sẽ ra rất là nhiều trang của mọi người đã thích nha. Đó, mọi người thấy không? Ra rất là nhiều luôn ha. Cái này nó không chỉ phục vụ cho cái việc mà mọi người sưu tầm bài bán hàng không đâu, mà sẽ còn phục vụ cho mọi người cái việc đi kết bạn với khách hàng tiềm năng của mình rất là ok, cũng như là quét khách hàng tiềm năng của mình rất là ok luôn nha. Và bây giờ Trâm sẽ cho mọi người thấy cái tiện ích ha, cái lợi ích của việc mà đi sưu tầm bài nhanh như thế nào. Mình sẽ nhấp vào đây ha, mình sẽ nhấp vào đây sẽ ra là 1001 công thức. Đây là một cái trang bay rất là được nhiều người quan tâm, vì vậy là mình sẽ gì kéo đấy, sẽ có những cái bài như thế này. Và mọi người cũng có thể là tải những cái video này về để đăng trang cá nhân của mình. Video này rất là được nhiều người chia sẻ, tới 42.288 lượt chia sẻ, vì vậy là mọi người cũng có thể tải về, đúng nào. Cái thứ hai đấy, công thức nè, thấy chưa, mọi người thấy không, rất là nhiều người chia sẻ nè. Đó, đó mọi người thấy không, quá trời công thức luôn, mọi người thấy tuyệt vời chưa. Đó, rất là nhiều luôn, toàn là đồ nấu ăn không. Đó, muốn đăng nấu ăn thì cứ vào đây nha, quá trời, mọi người thấy chưa. Làm sao mà có thể bí được cách sưu tầm bài, đúng không? Không bao giờ bí, ok chưa? À, mọi người thấy tuyệt vời chưa? Còn hả, muốn kết bạn luôn, dễ ẹt luôn. Kết bạn thì nhấp vào cái phần bình luận nè. Đó, nhấp vào cái phần gì, icon nè. Đó, xong bắt đầu xem thử Facebook của người ta có hoạt động thường xuyên hay không. Cách đây một ngày nè, kết bạn vô, đúng không? Đó, coi Facebook của người ta có hoạt động thường xuyên hay không nè. Cách đây 4 giờ nè, kết bạn vô, đúng không mọi người? Đây nè. Đó, có những người ta lên trên Facebook người ta cũng chỉ để đọc để xem tin tức thôi. Có mua hàng thì cái nick của người ta cũng đơn giản, thì người ta không thể hiện cá nhân bản thân người ta lên nhiều. Đó, đi chưa? Ok chưa? Đó. Đó, mọi người cứ như thế này thì có phải là mình vừa đi sưu tầm mà mình vừa đi kết bạn được luôn không, đúng không? Đúng khách hàng tiềm năng của mình là mình kết bạn luôn. Đó, mọi người thấy phê không? Quá là trời quá đất luôn. Thấy chưa? Mọi người thấy tiện chưa? Cái gì cũng có thể mà, đúng không? Cái gì có làm được. Rồi, quay trở lại mình tiếp tục một cái trang mới ha. Ví dụ như mình nhập vào cái trang giấc mơ nhỏ nè, nhấp vào đây thử xem thử nè. Trong không nhớ là cái trang này trang gì luôn. Đó, nhấp vào đây xem thử nó như thế nào nha. Có nội dung gì cho mình phù hợp để mình lưu về không? Mọi người đợi xíu nha.
Cái này hơi lâu ha, mình thử xem một trang khác xem. À bây giờ Trâm sẽ thử xem một cái trang, cái trang mà quét khách hàng hoặc kết bạn với khách hàng nha. Trâm nhấp vào cái trang là Kim Hua chuyên sỉ áo thun đi ha. Trâm nhấp vào đây. Đó, trang này cũng được 33.125 người thích nè. Đó, như thế này. Thì khi mọi người nhấp vào, mọi người sẽ nhìn thấy cái phần bình luận đúng không? Bình luận nè. Đó, đó, mọi người, người thấy chưa? Kết bạn fan cứng nè, quá trời quá đất luôn, quá trời người luôn. Những cái người này người ta hay mua đồ nè, bán mỹ phẩm sướng nè, bán quần áo cũng sướng luôn nè, bán gì cũng sướng hết trơn á, khai thác hết. Nói chung là những cái người ta thích mua đồ là người ta sẽ thích sửa soạn, người ta mình sẽ kết bạn bán mỹ phẩm, bán nước hoa, bán quần áo, bán phụ kiện, bán túi xách, đủ hết, cái gì cũng bán được hết trơn á nha. Đó, hoặc là mình nhấp vào cái phần gì cảm xúc nè. Đó, mọi người thấy không, nhấp vào phần cảm xúc mình xem từ những cái avatar nào không ảo nè, những cái hình nào người ta để hình người ta nè, sau đó nhấp vào trang cá nhân coi thử nhá. Đó, ok chưa? Cái này thì mình chịu khó kết bạn bằng tay, còn cái ai có công cụ thì mọi người sẽ kết bạn bằng công cụ cũng được, quét bằng công cụ về nhá, quét bằng công cụ về đây nè, quét bình luận cái này cũng sướng luôn đúng không, quét bình luận cái này cũng sướng quá trời quá đất luôn, quá trời người mua hàng online luôn. Như vậy thì làm sao mà có thể cản khách hàng không biết kết bạn ở đâu là do mọi người không có chịu tư duy á. Mọi người không chịu tư duy để kết bạn á, không chịu mài mò á, chứ thực tế ra là quá trời quá đất luôn. Đây chỉ là một trang thôi nha, còn những cái trang này nữa nè, Levin nữa nè. Đó, mình thấy trang Levin nữa nè. Đó, nhấp vô đúng không, shop dâu tay chuyên sĩ và lẻ quần jean nè. Đó, rất là nhiều nha. Đó, mọi người thấy không, đó like toàn là 1000+ người không à, thấy chưa, mọi người thấy chưa, tao mua hàng online quá trời luôn. Mình kết bạn vô người nào mà hay mà mua hàng online là kiểu gì cũng là khách hàng của mình được hết trơn, người mấy người đó thích mua hàng lắm. Ok chưa nào, mọi người làm nha, và từ nay là đừng nói với Trâm là không biết sưu tầm bài ở đâu nữa nha. Ok chưa, chị em nè. Đó, chị em giúp vô. Trời ơi, tao nói quá trời luôn. Thấy chưa, quá trời bài luôn. Quan trọng là mình có làm hay không thôi. Sống và suy ngẫm nè. Đó, ok chưa. Đó, mọi người thấy không, rất là nhiều người ta bình luận, ta chia sẻ nè. Những người này là đây, ôi trời 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 trời, sao cái bạn này cái gì đây, bình luận chia sẻ nè, đây bình luận và chia sẻ ha. Ok, mình xuyên là được ha. Chúc mọi người thành công nha, và đừng bao giờ nói là không biết tìm bài đăng ở đâu nha quý vị. Quý vị và các bạn của Trâm xin chào và hẹn gặp lại. Có khó khăn gì hãy nói với Trâm, mỗi lần mọi người chia sẻ với Trâm là Trâm sẽ biết được mọi người khó khăn gì, và sau đó Trâm sẽ gì, tìm cách giúp đỡ mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.